Anh Trinh xin kính gửi lời chào đến quý khán thính giả đang theo dõi trên đài truyền hình Tuổi Trẻ Hải Ngoại BWN TV 57.3. Và thưa quý vị, hôm nay chuyện xưa chuyện nay, bác sĩ Vũ Thu Giang cùng với anh Trinh trở lại tái ngộ cùng quý vị. Và trước nhất anh Trinh chào bác sĩ Giang cũng như là bác sĩ Giang sẽ gửi lời chào đến quý vị. Chào chị anh Trinh và chào khán giả của đài BWN TV. Hôm nay chuyện xưa về chuyện nay rất là vui được tái ngộ lại với khán giả của đài BWN. Chương trình lần trước của mình là có nói đến cái chữ tâm rất là sâu sắc và nó nói đến những cái việc làm của mình, những cái tâm của mình có thể tỏa ra như thế nào. Thì Giang nghe được rất là nhiều lời góp ý là nếu mà mình đã nói chữ tâm thì không thể nào mình quên được chữ nhẫn. Tại cái chữ nhẫn nó cũng rất là quan trọng đối với cuộc sống của mình. Thì hôm nay Giang và chị Anh Trinh sẽ trở lại với đề tài là chữ nhẫn. Chị Anh Trinh sẽ bắt đầu bằng cái giải thích về cái chữ nhẫn thêm sâu sắc hơn ha. Theo chữ nhẫn theo trong chiết tự thì có nghĩa là đao, có nghĩa là dao. Và nó chiết tự từ trong cái chữ nhẫn cũng là một cái tâm điểm nhọn. Thì nó muốn nói lên rằng là, mà cũng nghĩ là tại sao người xưa hay nghĩa là nghĩ ra một cái hình tượng là cái đao để trên trái tim, để muốn nói rằng trong cuộc sống của mình, mình sẽ gặp rất nhiều chướng ngại, gặp rất nhiều những cảnh éo le trong đời sống. Nhưng mà chúng ta đã lấy chữ nhẫn để chúng ta dùng đó để làm một cách hành xử trong xã hội, trong những công việc mà mình gặp, về những cái sinh hoạt hàng ngày mình phải va chạm. Vì vậy nên chúng ta thường thấy chữ nhẫn nó sẽ giúp cho con người biến câu chuyện thay vì nó nặng nề, nó sẽ trở thành nhẹ nhàng hơn và sẽ hung đúc nên cái tinh thần là cái tâm từ bi bác ái để cho dĩ hòa vi quý. Thì đó là cái điều mà anh Trinh với bác sĩ Giang có thể chia sẻ trong cái khoảng thời gian rất là ngắn, nhưng mà ít ra chúng tôi cũng có thể gửi đến những cái khái niệm, những cái ý niệm về chữ nhẫn. Dạ, thực sự ra thì chữ nhẫn nó thường nó đi đôi với một vài chữ chứ không phải là chữ nhẫn riêng biệt. Tại chữ nhẫn riêng biệt là anh chị nói đến cái nhẫn thôi. Không, mà cái nhẫn này cũng là một cái ý nghĩa rằng là đeo vô tay là trong cuộc sống lứa đôi phải có sự nhẫn nhịn với nhau để đúng hạnh rồi phúc. Dạ, thì cái đó mình sẽ phân tích sau. Nhưng mà cái nhẫn thì thường hay đi với nhẫn nhịn nè, nhẫn nại nè, kiên nhẫn và cũng có sometimes là nhẫn nhục nữa. Thì cái nhẫn nhục thì hơi bị khó, nhưng mà cái nhẫn nại, cái kiên nhẫn và cái nhẫn nhịn đó là những cái nhẫn mà mình nên có. Cái nhẫn nại nó sẽ giúp cho mình sẽ bớt cái sự nóng giận lên, tại vì khi mà trong cái cuộc sống hàng ngày có những cái sự va chạm lẫn nhau, giữa bạn bè, giữa gia đình, giữa những cái quan hệ xã hội, thì có đôi khi sẽ có những cái người ta nói những cái câu nào đó để làm cho mình không thể kiềm chế cái cơn tức của mình được. Thì có khi mình nóng nảy quá thì sẽ làm hư, dễ hư chuyện. Thì người ta hay nói là nếu mà mình không nhịn được những việc nhỏ thì khó thành công trong những việc lớn. Cho nên là cái nhẫn nhịn rất là quan trọng. Hồi xưa em còn nghe là các cụ vẫn, các ông bà vẫn hay có dạy một sự nhịn là chính sự lành. Coi như là một mình chỉ nhịn một cái sự thôi, nhưng mà đem đến những cái sự lành, những cái điều tốt đẹp, nó sẽ mang đến sau này, nó sẽ không có gây ra những cái hậu quả nghiêm trọng. Tại vì khi mà một cái sự nóng giận của mình, một cái sự không có nhịn nhau được thì nó sẽ làm cho gia đình mất hòa khí, và có những lúc là làm cho nó đổ bể những cái cuộc hôn nhân nữa. Cho nên là cái sự nhịn vẫn nhau, cái sự nhẫn nhịn, rồi có những khi mà nhìn nhịn nữa là một cái sự khiêm nhường. Tại vì khi mà mình nhường nhịn lẫn nhau thì mình không có qua mặt người khác. Và cũng có lúc nữa là mình nhường nhịn lẫn nhau, mình nhịn thì có những lúc mình không có nhẫn nại nữa, thì là mình sẽ không có quá giống như hấp tấp vội vàng. Thì cũng giống như mình không có dục tốc bất đạt, là giống như mình làm chậm chậm thôi, nhưng mà mình dễ thành công hơn là mình quá vội vàng trong những cái quyết định của mình. Vâng, chữ nhẫn cũng nói lên đức tính của con người là biết lắng nghe người khác nói và biết nhận thức được cái lời nói đó để mà chúng ta sửa tâm, sửa tánh của mình.
để mà cái công việc nó sẽ tốt đẹp, và cũng như tình bạn, cũng như là cái sự liên lạc giữa con người với con người nó được hòa bình hơn, thì nó sẽ thể hiện. Ngày xưa thì ông bà mình đó là thường thường như nãy mình có nói về vấn đề chiếc nhẫn, thì đúc chiếc nhẫn thì bằng những cái kim loại bình thường thôi, nhưng mà càng ngày thì xã hội càng tiến bộ văn minh thì nhẫn được có thể làm bằng thành vàng, hay là cẩn thêm những cái hộp đá quý. Thì thật sự đeo chiếc nhẫn trong tay để cho chúng ta nhìn vô đó là mình biết ngay là nhẫn, và cái nhẫn đó giống như là một cái chữ để nhắc nhở chúng ta trong bất cứ mọi cư xử hành động, từng giây từng phút trong cái đời sống của mình hàng ngày, mình nên có sự nhẫn nhịn. Nhiều khi mình nóng quá mình có thể làm một điều gì đó, nhưng mà mình hãy nhìn xuống chiếc nhẫn để mình nghĩ đó là một lời khuyên rất là quý báu, và mình thắng lại bớt. Thay vì mình giận 10 thì mình giận chút chút thôi, để cho nó thật sự nhiều khi nóng quá, ta nói nóng quá mất khôn, hay là giận quá mất khôn, thì mình thấy cái điều đó rõ ràng là có xảy ra trong thực tế. Chẳng hạn như mình nói mà những người đàn ông họ nóng quá, họ có thể hành động một cách như là dùng vũ lực, hay là dùng những cái vũ khí để mà xử sự với nhau giữa con người với con người. Và phụ nữ thì nóng quá thì không dùng vũ lực vũ khí, nhưng mà nói những câu nói mà người ta nói là ly nước đổ rồi hốt lại không được đó. Thì cái chiếc nhẫn mà chúng ta đeo trong tay, người có chồng thì đeo cái ngón khác, nhưng mà người không có chồng, có vợ vẫn có thể đeo, để chúng ta nhìn thấy đó là một lời nhắc nhở rằng trong cuộc sống chúng ta hãy hỷ xả, và hãy sự thứ nhất là mình nói như bác sĩ Giang là mình nhẫn nhịn để mà mình nhường nhịn với nhau. Mình khiêm nhường, và có những cái là mình cũng phải là nhẫn nại để công việc của mình nó từ từ nó sẽ đi đến thành công, dục tốc bất đạt. Thì cái ý nghĩa của chữ nhẫn thật sự nó rất quan trọng trong đời sống của mình, và nó được ghép với nhiều cái từ đơn để trở thành rất là hay. Tuy nhiên thì chữ nhẫn cũng có thể ghép với những cái từ mà nó làm cho con người trở thành ác độc. Thì mình cố gắng là mình không có ghép với những cái từ đơn ác đó, để làm sao chữ nhẫn luôn luôn là một cái điều để mình rèn luyện cái tư tưởng của mình. Dạ. Mà chữ nhẫn có một được viết thành một bài thơ rất là hay mà em đọc em rất là tâm đắc. Nói tới bác sĩ Giang là phải nhớ là phải có thơ rồi đó quý vị. Bài thơ này em có đọc ở trên internet thôi, nhưng mà cái bài nó rất là ý nghĩa, tại vì nó nói đến những cái quan hệ xã hội của mình, cho nên em sẽ nhân đây mà đọc để cho mọi người nghe và có một cái sự chia sẻ. Nhịn được cái tức một lúc, tránh được mối lo trăm ngày, muốn hòa thuận trên dưới, nhẫn nhịn đứng hàng đầu. Cái gốc trăm nết, nết nhẫn nhịn là cao. Cha con nhẫn nhịn nhau, vẹn toàn đạo lý. Vợ chồng nhẫn nhịn nhau, con cái khỏi bơ vơ. Anh em nhẫn nhịn nhau, trong nhà thường êm ấm. Bạn bè nhẫn nhịn nhau, tình nghĩa chẳng phai mờ. Tự nhẫn nhịn nhau, ai ai cũng mến yêu. Người mà chưa biết nhẫn, chưa phải là người hay. Thì cái bài này hình như là những cái câu này là anh Trinh có một cái tấm liễn ở trong nhà, anh Trinh cũng treo trong cái phòng mà anh Trinh thờ phượng, để anh chi mỗi ngày vô thắp nhang, buổi sáng vô thắp nhang, tối thắp nhang thì mình nhìn thấy nó. Tại vì mình cũng đời sống mà, đôi khi mình sẽ va chạm rất là nhiều, và mình không có nếu mình không nhìn thấy như vậy thì đôi khi quên đi lời nhắc nhở thì mình cũng có thể bị nóng giận. Thì Giang đọc là mình thấy những cái câu đó nó đều áp dụng được hết trong mọi cái sinh hoạt của mình. Như em hồi nhỏ là mẹ vẫn dạy là anh em chín bỏ làm 10, như là coi như lúc nào cũng xí xóa với nhau. Hoặc là giống như ngay cả khi đi lấy chồng thì là vẫn được dạy là chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi thì bớt lửa, cả đời không khê. Cho nên là nếu mà vợ chồng mà nhẫn nhịn nhau thì sẽ không bao giờ bị đổ bể hết. Tại vì những cái lời mà mình khi mình nóng mình nói ra thì rất là dễ làm cho giống như đụng chạm đến cái cá nhân của người kia, và có thể nó làm thành một cái vết sẹo mà không bao giờ phai mờ trong cái tình cảm của lứa đôi. Cho nên cái nhẫn nhịn là một cái mà lúc nào mình cũng phải nghĩ đến để mình kiềm chế lại. Nhưng mà có một cái mà em thấy là một cái mà em nghĩ là không làm được là cái nhẫn nhục.
Giống như ai mà làm nhục mình á thì không thể, mình không nhịn được ha. Dạ, tại vì ngay cả cái nhục của đất nước nữa chị, giống như một cái đất nước nào đó nó xâm lấn mình hoặc là nó làm những cái điều gì đó mà đến cái sự an nguy của đất nước, hoặc là nó coi cái dân mình không có được tốt, thì cái đó mình không thể nào nhẫn nhục, thì mình cũng phải cả nước đứng lên hoặc là làm những cái điều để cho có cái vẻ vang cái dân tộc của mình, thì cái đó mình không nhẫn được. Chị Anh Trinh đúng không? Đúng. Khi bác sĩ Giang nói như vậy thì anh Trinh cũng thấy rằng mình phải phân tích rất là rõ, nhẫn nhịn, nhẫn nhục nó mang một ý nghĩa hay khác, còn không thể mình lấy cái sự nhịn nhu nhược để mà mình biện minh cho cái việc làm của mình là mình hèn yếu. Thì anh Trinh cũng nhớ một cái đoạn mà luật sư Lê Công Định cũng có nói, mà anh Trinh đã đọc được rất là hay, nói lên cái tinh thần như bác sĩ Giang nói là khi đất nước mình bị một cái gì đó, bị một cái nước láng giềng người ta muốn thôn tính mình, thì mình phải thể hiện cái tinh thần là bất khuất, chứ mình không thể nói là tôi nhẫn nhịn, tôi nhẫn nhục, thì cái đó sử dụng cái từ đó không có đúng. Thì cái câu của luật sư Lê Công Định nói rằng vì nhu nhược chúng ta không dám phản kháng thói hạch sách nhũng nhiễu của lớp quan lại mới, chấp nhận dùng tiền vượt qua trở ngại, đến khi nhìn lại quốc nạn tham nhũng và quan liêu đã lan tràn bất trị. Vì nhu nhược chúng ta che tai không dám nghe lời nói ngay thẳng mặc nhiên, dung túng sự dối trá và xu nịnh, đến khi bừng dậy thì đạo đức đã suy đồi khó sửa. Và vì nhu nhược chúng ta hài lòng với những gì đang có, cố tin vào sự ổn định giả tạo, đắm mình vào những lễ hội vô nghĩa liên miên, đến khi nghĩ lại xung quanh đã đầy dãy ung nhọt không còn thuốc chữa nữa. Và vì nhu nhược chúng ta bịt mắt trước những bước đi vũ bão của các nước dân tộc láng giềng, đến khi tỉnh ngộ sự tụt hậu quá rõ ràng, không còn cơ may rút ngắn khoảng cách. Và cũng vì nhu nhược để che giấu mặc cảm do nhu nhược, khắp nơi người ta kể nhau nghe những bài về châm biếm hoặc lớn tiếng dè biểu chuyện cung đình tồi tệ, nhưng lại trong quán nhậu. Nghĩa là nói những cái điều đó bàn tán trong quán nhậu, nhưng mà thể hiện thì không thấy. Thì chí khí kiểu sĩ phu Bắc Hà ấy trong ngoặc kép, liệu sẽ giúp ích được gì cho công cuộc chấn hưng đất nước đang lúc cần hào khí diên hồng năm xưa? Vâng, thưa quý vị, thì qua cái câu nói của luật sư Lê Công Định cũng nói rằng là xin đừng để sự nhu nhược của những cá nhân trở thành bạc nhược của cả một dân tộc. Quý vị thấy là rất là quan trọng. Nhẫn nhịn, kiên nhẫn khác hẳn với cái sự mà gọi là nhẫn nhục. Đúng rồi, còn nhẫn nhục là mình biện minh rằng là ô mình phải kiên nhẫn đi, mình kiên trì đi, mình chờ coi họ có thay đổi hay không. Mình phải hiểu cái sự an nguy của đất nước để mình có hành động đối kháng, mình phải có hành động gọi là không khuất phục. Chứ không thể đem cái lúc đó đem cái chữ nhẫn nhịn ra để mà đối với một nước mà họ đang muốn thôn tính mình. Tại vì lúc nào mình cũng phải biết cái mục đích của mình như thế nào, và khi nào mà cái nào mà nó quá đáng thì mình cũng phải biết là mình phải chứng minh là cái mình đúng. Và có những lúc mình dùng thời gian, mình cần thời gian, nhưng mà mình cũng phải có một cái con đường đi đúng đắn để mà mình phải thể hiện ra là mình là đúng. Ngay cả là có những cái chuyện nó xảy ra mình nhịn lúc này, nhưng mà mình không thể nào nhịn mãi mãi. Nhưng mà nãy giờ mình nói chuyện nước rồi nói chuyện nhà. Chuyện nhà có nghĩa là chuyện đôi lứa. Khi yêu nhau thì chưa có thấy những cái xấu của nhau, thành ra là ào ào để mà làm sao tiến tới hôn nhân. Nhưng mà khi lấy nhau về rồi, có những người là không chịu nhẫn nhịn với nhau, để cuối cùng là sớm đi đến tan vỡ, là tan đàn xẻ nghé. Hồi nãy anh Trinh cũng có ngạc nhiên không hiểu câu tan đàn xẻ nghé là cái gì. Tuy nhiên cũng hiểu rằng nói như vậy có nghĩa là nó rã rồi. Thì chúng ta thấy là trong cái đời sống đôi lứa, thì hồi nãy mình trở lại chiếc nhẫn, là tại sao đó có cái thủ tục là có thể không làm cái lễ cưới nhưng mà cũng trao nhẫn cho nhau giữa hai người. Hoặc là có những cái đám cưới mà hai người đến một cái chỗ đó rồi mời một vị linh mục hay là một vị sư hay là một vị mục sư để chứng kiến cảnh trao nhẫn cho nhau thôi. Có nghĩa là chúng ta đang trói buộc cuộc đời vào nhau và nhẫn nhịn nhau để mà xây đắp hạnh phúc.
Đó là một cái điều mà chúng ta thấy rằng từ ngàn xưa ông bà tổ tiên đã nghĩ ra cái chuyện đó rồi. Là con người thì nó cũng ghê gớm lắm, cũng ấu đả, cũng không ai nhịn ai hết. Vì vậy nên cũng hơn thua lắm, thành ra đã nghĩ ra cái chuyện là đưa chiếc nhẫn ra để một cái hình thức mà chúng ta ôn luyện trong đời sống hàng ngày. Thì hỏi Giang chứ hồi nào giờ cuộc sống lứa đôi nó có êm đềm như hồi yêu nhau? Dạ, cũng có khác khác chút chút. Nhưng mà là em thấy là giống như mình thật với nhau hơn. Lúc mà yêu nhau thì hơi giống như đóng kịch với nhau vậy đó. Đóng kịch cho hay thì để cho người kia thương mình. Diễn càng hay thì càng tiến tới phải càng diễn, phải diễn nhiều. Nhưng mà đến lúc mà cuộc sống lứa đôi thì thật hết luôn. Thì giống như anh sao là nó làm vậy, em sao thì em là làm vậy. Vui là cho vui, nên... buồn là buồn, không có còn làm bộ, không có kiên nhẫn được nữa. Cho nên là thực sự là cũng có những cái lúc mà giống như nóng hơn một chút. Hoặc là mình không có, mình sẽ gặp những cái chuyện mà mình không có, không thắng có expect giống như vậy mà nó lại xảy ra như vậy. Không khách sáo nữa. Không khách sáo nữa. Nhưng mà thực sự ra vẫn em và giống như gia đình em là không bao giờ có gây nhau. Vẫn có những cái lúc mà hơi nóng lên chút. Nhưng mà nói qua nói lại chút xíu thôi, nhưng mà là không phải là gây. Tại vì giống như mình cũng có thể thảo luận với nhau. Và mình cũng có thể giống như chờ, giống như có những lúc mà em nóng lên thì chồng em ảnh không có nói gì hết. Nhưng hồi nữa em có biết lúc đó em nóng là sai không vậy? Nhưng mà là mình cái lúc mà mình hết nóng rồi thì mình thấy mình sai hoàn toàn. Nhưng mà cái lúc mình đang nóng thì mình không thấy mình sai gì hết cả. Cho nên là có những lúc mà hai vợ chồng mà gây nhau thì cái lúc mà đang nóng với nhau thì là cái lúc mình không nên tranh cãi. Rồi cái lúc mà một người bắt đầu bớt nóng rồi thì mình có thể lôi nó ra để mình nói về cái chuyện đó. Nhưng mà nếu mà đã xong chuyện đó rồi thì đừng nên lôi ra hoài. Tại vì mình cứ lôi một cái chuyện cũ ra mà là cái chuyện mà cái, không vui cái vết thương thì nó sẽ để làm nó cứ được. Cho mình không vui. Dạ, như vậy là thì phải quên đi nữa. Dạ. Như vậy trong nhà thì mình cứ sửa soạn sẵn một góc. Để khi mà có chiến tranh thì mỗi người nên trở về khu tạm trú một cái thời gian ngắn. Giống như em có cái câu nhịn một lúc gió yên sóng lặng, mà lùi một bước biển rộng trời cao. Tại khi mà mình nhịn một lúc đó thì không có còn ồn ào thì sẽ cái cuộc sống nó sẽ êm ả hơn. Và mình mà lùi một bước tăng lên nữa. Dạ, mình lùi một bước không phải là mình chịu thua, nhưng mà mình lùi một bước thì tất cả mọi chuyện nó sáng tỏ hơn và nó là sẽ có được cái hạnh phúc hơn. Cho nên thực sự những cái nhịn, những cái lùi đó là những cái để tạo nên cái hạnh phúc của lứa đôi mình, mà làm cho cái hai người vợ chồng với nhau vẫn có cái sự tôn trọng vẫn lẫn nhau và có cái sự lắng nghe lẫn nhau. Cái đó rất là quan trọng. Dạ. Thực sự thì cái sự nhịn nhau ở đời sống đối với người bên ngoài cũng chứng tỏ đó là một cái quân tử. Dạ. Có thể người ta có lỗi, nhưng mà mình nhìn cái lỗi đó một cách độ lượng. Dạ. Để mà mình giảm bớt cái lỗi của người đó đi, thì đó là mình đã thể hiện cái tinh thần quân tử. Và trong đời sống lứa đôi thì người ta nói nhịn vợ nhịn chồng chứ có nhịn ai đâu mà sợ, đâu có xấu mặt đâu. Nhưng mà nó tăng hạnh phúc là qua cái nhịn nhục đó rồi thì người chồng thấy rằng ồ, mình cũng có cái sai mà vợ mình rất tôn trọng mình nên đã không có lớn tiếng hay là có những cái thái độ. Thì ngược lại người vợ cũng thấy là mình cũng có cái sai mà chồng mình cũng tôn trọng mình để không có những cái thái độ thái quá. Thì tình yêu nó sẽ được nhân lên ở một cái sự tôn trọng và từ đó hiểu nhau. Thì lần khác nó sẽ bớt để làm tổn thương nhau hơn. Thì mình thấy là chữ nhẫn nó mang một cái tính cách như mình nói là như lúc nãy là để trái tim và cái cây đao trên trái tim, để muốn nói rằng bên cạnh những cái ác, bên cạnh những cái mà có thể đi đến nguy hiểm, nếu trái tim mình có đủ cái tâm thì mình sẽ hóa giải được hết. Và coi như là mình phải dùng cái tâm của mình để mình đánh bại những cái sự ác đó đi và đẩy lùi những cái sự ác, thì nó sẽ thể hiện đúng là cái tinh thần nhẫn nhục, nhẫn nhịn để mà chịu đựng. Nhưng như anh Trinh nói, nhớ là đừng bao giờ mình lầm lẫn cái chữ nhẫn nhịn với cái chữ nhu nhược. Cũng là hai chữ NH,
theo tiếng Việt Nam, nhưng mà nhu nhược là hoàn toàn khác. Và đừng bao giờ mình nhu nhược để rồi mình mượn chữ nhẫn nhịn ra mình nói là tôi nhịn đó, tôi không có làm gì đâu, nhưng mà thật sự là mình sợ, mình hèn, chứ không phải là mình nhẫn nhịn. Đó là cái điều mà mình thấy rằng cái chữ nhẫn nó rất quan tâm trong cái đời sống của mình. Mà nếu mà không nhớ thì cứ mua chiếc nhẫn đeo vô tay để mà nhìn nó. Lâu lâu nhẫn dài, cái cầm cái nhẫn nhớ là phải nhẫn. Mà cái mà em thấy quan trọng nữa là giữa cái cuộc sống lứa đôi hoặc là ngay cả trong anh em luôn, thì ai cũng có một cái tự ái của mình, có một cái mặt mũi của mình. Cho nên nếu mà được nhẫn nhịn lẫn nhau á, thì mình sẽ giữ được mặt mũi và không có chạm đến cái tự ái của người xung quanh. Thì cái cuộc sống đó, ngay cả mình có sống bao nhiêu người trong gia đình đi, mình vẫn có thể được có được cái không khí hòa bình với nhau. Nói chung lại thì trong đời sống hàng ngày, một sự nhịn chính sự lành, phải không quý vị? Và tiếp một chuyện xưa chuyện nay cũng không còn nhiều thời gian để chúng tôi chia sẻ về chữ nhẫn nữa. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng trong những giây phút vừa qua thì chúng ta cũng áp dụng được lời nói cũng như cái việc làm ngày xưa của những tổ tiên đã nghĩ ra chiếc nhẫn để mà chúng ta áp dụng chữ nhẫn đó trong đời sống hàng ngày mà bác sĩ Vũ Thu Giang và anh Trinh đã đến với quý vị trong 20 phút vừa qua. Hy vọng rằng trong chúng ta chữ nhẫn nó đạt càng được nhân rộng để chúng ta càng yêu thương và độ lượng với nhau. Thì anh Trinh kính gửi đến quý vị lời chúc an lành và được hạnh phúc. Và mời bác sĩ Giang gửi lời chúc đến quý khán giả. Cảm ơn khán giả của Đài Bí Quen đã lắng nghe và đã chia sẻ những giây phút này với chị anh Trinh và Giang. Tuy là lời nói thực sự Giang và chị anh Trinh chỉ là những cái học hỏi thôi, nhưng mà hy vọng là nó cũng có một cái chút nào đó để mình suy gẫm và chuyện xưa cũng như chuyện nay để mà mình áp dụng với cuộc sống hiện tại của mình. Cảm ơn khán giả đã lắng nghe. Dạ, kính chào quý vị.